Xin chào tất cả các bạn, mình tên Khánh Vân, năm nay mình 19 tuổi, mình đến từ Hà Nội. Ba từ để nói về mình là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện 5 bài tập gãy tính và ảo tính. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Gãy tính. Phép tính thứ nhất: 1 cộng 2 cộng 1 trừ 2 bằng 2. Phép tính thứ hai: 5 cộng 1 trừ 5 cộng 3 bằng 4. Phép tính thứ ba: 5 cộng 3 trừ 2 cộng 1 bằng 7. Phép tính thứ tư: 4 cộng 5 trừ 3 trừ 5 bằng 1. Phép tính thứ 5: 3 cộng 1 cộng 5 trừ 4 bằng 5. Bây giờ mình sẽ thực hiện ảo tính. Phép tính thứ nhất: 1 cộng 2 cộng 1 trừ 2 bằng 2. Phép tính thứ hai: 5 cộng 1 trừ 5 cộng 3 bằng 4. Phép tính thứ ba: 5 cộng 3 trừ 2 cộng 1 bằng 7. Phép tính thứ tư: 4 cộng 5 trừ 3 trừ 5 bằng 1. Phép tính thứ 5: 3 cộng 1 cộng 5 trừ 4 bằng 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tăng cường sức khỏe não bộ cùng Soropan, một sản phẩm của công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực.